không giữ được à? Bà đi quá nhé. Mưa thế này còn đi đi chết tai nạn là gì? Không biết, bởi vì không biết đấy, không biết là không rút được đâu, phải biết một tí nào cơ. Trời mưa tại ở nhà thôi, đi thành thành một tí đi đồng xem nó có cây lúa nó có đổ không đây. Bà có giúp được mà không? Nó đi một con dâu nó đi tìm mang đấy, nó chết, nó bị tai nạn chết trên rừng rồi. Dạ, tôi không giúp được đâu. Không giúp được à? À, à. À. Đau quá rồi, rồi đau quá rồi, ơi đau quá rồi, rồi rồi đau quá rồi, đau quá rồi, đau chân rồi, ngã thế đau chân rồi, có đi nổi đâu? Con thương con dâu quá mà đi đi vất vả như thế. Đau quá, biết đi nổi không? Ăn tư. Đau quá đi không biết thần thế nào.
con dâu nó đi lấy măng ở đâu? Nó đi sớm chưa? Sớm, từ sớm à? Một con dâu nó đi tìm măng rồi. Nó đi xong là nó bị tai nạn trên đường rồi. Bà mới bảo ông đi hộ bà, có giúp bà được không? Nhưng mà đứa con nó đi từ sáng à? Đi từ sáng rồi. Nó đi nó có mang quan đi theo không? Không. Thế thì ai bảo tin cho biết được? Đấy là mình thấy mấy hôm rồi đấy, không phải hôm qua, sáng nay đâu. Thế thì tí nữa vào đi tìm mấy người ở đường cùng đi vẫn tìm được chứ. Vâng. Một mình thì biết ở đâu mà khiêng về được. Bà cũng già rồi, không đi nổi, phải lấy người giúp thôi. Thế thì anh em người ta giúp thôi. Thế thì cũng sẵn sàng hộ thôi, nhưng mà phải tìm thêm người, phải tìm được cái đường nó rộng quá. Vâng. Thế là bà cũng không nổi rồi, bà bảo anh em người ta giúp bà thôi, bà không có được nó đâu. Thế đi mấy hôm rồi. Từ mấy hôm nay rồi tìm không thấy nó rồi. Đấy, báo cáo ông thế đâu. Xong là bây giờ mới bảo đi tìm người cứu con của bà. Đây, ông thế, bảo ông vậy nhé là tìm một mình bà cũng già lắm nhưng bà cũng không đi nổi nữa. Không đi lại thấy vất lắm rồi. Rồi, thế thì cho biết thế này thì tí nữa mình về bảo thêm người nữa đi hỏi nhá. Vâng. Mình đi gánh con trâu về đã. Vâng. Trâu đã còn cỏ. Vâng. Thì cảm ơn ông nhá. Này, bà có giúp được bà không? Không, tôi không giúp được đâu. Con gái của con dâu của bà đi tìm mà mang nó tai nạn ở trên rừng rồi. Mà có anh em vào giúp đỡ bà thôi, bà không đi cũng được về rồi. Nó đi tìm mang nó tai nạn ở trên đấy rồi. Này, có giúp được bà không? Được rồi, tí nữa tôi đi xem ruộng về tôi giúp nhé. Một đứa con dâu nó đi tìm mang nó bị tai nạn trên đấy chết rồi. Thế là có giúp được bà không? Không, tôi không giúp được đâu. Bây giờ tôi còn đi ra đồng, tôi đi xem ruộng nhé. Cháu ơi, cháu có giúp được bà không? Giờ con dâu của bà là đi tìm măng ở trên rừng xong là bị tai nạn rồi. Con cháu có giúp được bà không? Cháu không giúp được. Không giúp được à? Đấy, lấy từ mấy hôm rồi mà tìm bây giờ bà phải một mình, bà phải đi tìm anh em người ta giúp bà thôi. Có giúp được bà không? Không đi được rồi, đấy còn đang bận lắm, bận nhiều việc lắm, không đi tìm người khác thôi. Không đi được. Có giúp được bà không? Bà con cho nó đi tìm mang nó chết tai nạn, nó chết trên đấy rồi, bà một mình không đâu là được tìm giúp bà. Con đi được không? Không đi được. Không đi được à? Không giúp được bà không? Ôi, không được đâu. Tôi còn đi xem đồng lúa đổ hết rồi. Đây là bà của con của dâu của bà đi tai nạn ở trên rừng rồi, bà không đi không được, bà mà bảo em người ta giúp bà thôi. Ôi, không được hết à? Đi xem đồng rồi. Không được à?
bà ho một con cho nó đi. Không, quái gì lên tàu. Đây, đi con dâu của bà đây đi ở trên rừng rồi nó ta nào rồi. Không mà có hồ được bà không? Không hồ được bà không hồ được à? Của bà kia nó đi lấy mang cho là nó bị tai nạn trên rồi, có đu nào vậy cứu được giúp được không? Không được đâu, không được đây à? Đang bận này. Ừ. Không được đâu, bận lắm.
thấy bà có giúp được bà không? Giúp được bà một con dâu đi tìm ma nó bị tai nạn trên đấy rồi. Thế à? Con dâu của bà. Có giúp được không? Ồ, không giúp được. Không biết đâu, bà còn không biết thêm. Mấy hôm nay bà không đi rừng đâu. Giúp được bà không? Không giúp được đâu. Con giúp được à? Làm hết cả hồn lúc đấy. Đau chân thế này không có ngủ được.
cái gì ăn trong đâu có lấy cái gì ăn không. Chẳng không ăn không có được. Lương cho ăn là đủ hết rồi, tiền không có hết, dạ buổi sáng không biết nữa là cảnh sát đi đâu hết, công an đi đâu hết rồi, cảnh sát đi đâu từ làm không mấy hôm nay tìm không thấy, biết đi đâu hết, có việc đi làm không có rồi, cảnh sát là khi tìm vào buổi sáng chiều không thấy đâu, không biết đi được việc của họ. Giúp được bà về con thôi cả đi về đến hôm nay từ sáng ở buổi chiều buổi sáng không thấy cả công an bà giúp bà không giúp được bà con thôi đi là từ mấy hôm nay không thấy được bà không qua làm thế nào được. Đây là trên đường bảo ai không giúp bà rồi. Về tìm công an cảnh sát cũng không thấy. Từ buổi sáng buổi chiều thì đến bây giờ không thấy ai giúp được bà. Bà một mình tài rồi, mệt mỏi cả người, đi là không đi được. Con gái con dâu tôi mệt đi như thế này, đi ở đây là trên đường không ai giúp được bà về thì. Người tỉnh công an cũng thấy công an, cảnh sát cũng không giúp được, không thấy công an bảo hồi giúp bà về không thấy. Để con tôi đi thế này tôi cũng thấy thương quá, biết làm thế nào được đôi. Bà già bà không biết, không đi được nổi cái gì, mệt mỏi hết cả người này. Ngồi ở đây thôi, con ơi sao mà con khổ nó nuôi như thế. Con ơi thương con quá con ơi, mẹ là bà thương con ơi, con thương ơi, không ai giúp được bà ơi, không ai giúp được bà ơi, con ơi, để con ở trên rừng ơi.
cũng thấy ai cũng ai giúp được bà để con ở trên rừng bà về tìm công an buổi sáng buổi chiều cũng cảm ơn cũng thấy để con ở trên rừng đi bỏ hồ đây cứu được con tôi về. Giờ tôi đang là mệt mỏi hết cả người, đau rồi, người đã già ốm yếu không đi được nổi rồi. Giờ công an đi cũng công an cảnh sát về tìm một buổi hai buổi là không thấy, cả ngày cả chiều buổi chiều buổi sáng tìm không thấy, không biết đi đường nào đi đâu, có việc họ làm rồi.
Bà tìm mẹ về đó nhá. Rồi mình tìm mẹ, mình tìm chị Dâm hai hôm rồi đây có thấy đâu. Không biết bà với chị Dâu nữa. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm xong mới có sức đi tìm mẹ chứ. Không có thịt đâu. Đó là bà với mẹ sắp về rồi. Mẹ với bà sắp về rồi nhá. Tôi đi tìm nữa nhá. Anh gọi em mami. À. Ăn cơm. Cơm đi xong làm cái gì nữa. Mẹ chưa về, tí nữa mẹ mới về cơ. Tí mẹ với bà mới về cơ. Cơm đi. Khoan à? Thì thôi nhá. Ở trên này đi nhá. Chú xuống chăn gà chăn vịt nhá. Châu. Nha, mưa để ở trên nhà không đi đâu nhá.
Ôi sán ơi. Sán thối rồi. Cái khác này, co đâu. Đây chắc tối hết rồi đấy. Cây của voi ấy chứ. Ôi vậy. Mới bụi có vào không? Nguy hiểm này, đi lên bị lũ ăn trôi, mang cái cọc này, lạnh nhé, cho nên này. Thank you.
Đi nói về lũ con trôi nguy hiểm đấy. Không nhiều nó khỏe đấy, mà có cái cọc không loại mình đóng. Nước này suối mà lạnh ghê. Bạn có hơi còn rét nữa.
cơ vào nhá. Bà no nhá. Bảo chị hôm nào mới về đây không? Còn cơm nữa.
thấy về đâu. Cô ăn mới hát cơm cho chó ạ. Ngày mai chú đi kiếm cho ăn cho nó. Đi cô ăn mới hát cơm đi. Ăn đi không nói. Ăn đi không nói. Để ăn đi không nói. Xong mai chú kêu đồ ăn cắt cho nhé. Nhé. Con đi mai tôi đi tìm đồ ăn khác cho nhé. Nhé. Con đi. Chị không để chú thì ăn. Con hôm nay mai tôi đi tìm đồ ăn khác cho nhé. Mẹ ơi. Mẹ không chơi với nhau. Mẹ. Sao? Chết. Không biết mai thì đi bán được người ta. Bà chị vẫn chưa thấy gì.